bơ à, để mẹ chỉnh nón là cho bơ nè. Ồ, hình con gì ạ? À? Con này. Con cá ngựa. Giờ mình sẽ đi ngựa nhau. Không biết bao nhiêu sao. Con tắm đi. Tắm gần gần thì được. Ướt đồ thì chút chưa lên tắm. Ừ. Lên tắm đi. Tắm đi chút chưa về rồi. Chút nữa về. Ủa, con mực sao rồi? Con gì? Mực. Mực nè. Ừ, sống mạnh, sống mạnh. Ước cái quần của anh thôi. Cái chốc vô tắm. Bên đây giờ là... Nhanh cấp mẹ. À, con đó là con gì? Con sao biển. Biển đẹp quá. Để tao mua bạn đó. Có đẹp, đẹp quá à. Người ta bơi tút xa luôn rồi nè. Ồ, có chiếc thuyền đang vô kìa. Có chiếc thuyền húng đang vô kìa men. Người ta đánh bắt ta vô kìa. Thuyền húng đang vô kìa men. Thuyền húng đang vô kìa. Đó, thuyền húng nè. Giờ mình sẽ ngồi. Ừ, ngồi đây. Nước mặn quá bạn ơi.
Tiền khốn lại cả nhà. Nha đi hôm nay bị khen tiếng đau họng luôn à. Con này nó bị mắc rồi. Cũng đẹp mà. Hai con cá ngựa luôn. Giờ mình lên thắt nha. Sợ. Con sò này nó nguy cay, nó không có bị gì mà nó chết rồi. Còn có cái vỏ không à? Nè, nó ở trong nước rồi. Ừ. Cái gì vậy? Thôi vô. Cái này là cái con sò. Để bỏ cái này. Thôi giật nước đi.